lời tâm sự, phải lòng vợ bạn thân. Tôi và vợ là mối tình đầu của nhau, yêu nhau hơn 8 năm mới cưới. Cả hai đồng cam cộng khổ xây dựng gia đình từ hai bàn tay trắng. Không một người thân có vai vế hay họ hàng hai bên gia đình đều thuần nông. Những năm đầu mới cưới, sự vất vả nhưng thực sự đều vô cùng hạnh phúc. Thế rồi chuỗi ngày vất vả cũng dần qua. Chúng tôi xây được một ngôi nhà nhỏ với đầy đủ những tiện nghi cần thiết. Cuối cùng thì cả hai cũng xin được vào làm cho một cơ quan nhà nước. Tôi buôn bán thêm bên ngoài. Mọi cuộc liên hoan bạn bè, ngày lễ, đi đâu cũng có đủ vợ đủ chồng. Mỗi dịp sinh nhật, ngày kỷ niệm của nhau, người kia đều nhớ và có những món quà không nhiều tiền nhưng đầy ý nghĩa. Sau nhiều năm kế hoạch, vì những bộn bề của cuộc sống, chúng tôi có một bé gái mà cả hai đều yêu thương nhất. Từ ngày yêu và cưới đến giờ, tôi chưa từng tán tỉnh người con gái khác và thực sự rất ghét sự phản bội. Trong kinh doanh, thỉnh thoảng chiều đối tác, tôi cũng có đi nhậu mát mẻ, nhưng tuyệt đối không bao giờ có quan hệ thân mật với gái mại dâm. Mỗi lần như vậy, tôi đều nói lại với vợ và cô ấy cũng thông cảm. Trong cuộc sống, chúng tôi luôn là biểu tượng của bạn bè về tình yêu và lòng chung thủy. Nhưng mà đời đúng là không ai học hết được chữ ngờ. Tôi có nhiều nhóm bạn thân khác nhau. Sau mỗi ngày làm việc thì thường rủ nhau làm một ly cà phê hoặc là lai sai chút rượu bia. Chúng tôi ít khi nhậu ở quán xá, mà hôm nay về nhà người này, mai về nhà người khác, cứ luân phiên như vậy, vừa vui, vừa sạch, vừa rẻ, lại chất lượng. Các bà vợ cũng ủng hộ như vậy. Những tưởng là cuộc sống cứ thế trôi, nhưng mà do có quá nhiều lần tổ chức như vậy với nhóm thường xuyên nhất, gia đình đến thân nhau đến mức mọi chuyện buồn vui, những khúc mắc cuộc sống đều chia sẻ và giúp nhau giải quyết. Có khi tôi cảm giác nhà bạn cũng chính là nhà mình. Một lần nghe vợ bạn thân tâm sự những khúc mắc trong chuyện gia đình, tôi đã cố gắng khuyên giải, nhưng mà chạnh lòng đồng cảm lúc nào cũng chẳng biết. Thật ra những trắc trở trong cuộc sống của người bạn này thì tôi cũng biết. Mọi sự bắt nguồn từ khi anh này ngoại tình và bị vợ bắt gặp. Chơi với bạn bè thì rất tốt, nhưng mà thực sự là chưa thấy bao giờ anh ấy quan tâm đến vợ nhiều. Bạn bè thì cũng góp ý nhắc nhở, nhưng mà anh ấy vẫn cứ bỏ ngoài tai như vậy. Sau những lần nghe tâm sự như vậy, về nhà lúc nào tôi cũng suy nghĩ hình ảnh vợ bạn luôn trong tâm trí của tôi. Thật ra trong mắt bạn bè, cô vợ này không quá đẹp, nhưng mà có tính cam chịu và rất giỏi trong công việc cũng như là việc nhà, đặc biệt là tha thứ sau những lần chồng phụ bạc. Sau nhiều lần tâm sự tâm đầu ý hợp với nhau như thế, tôi biết mình đã phải lòng vợ của bạn. Oái oăm thay, đây chính là điều mà tôi ghét và trước đây tôi cảm thấy thật kinh tởm nhất. Một lần tôi dũng cảm hẹn nói chuyện với cô ấy. Tôi bảo là có thể đã có tình cảm vượt trên tình bạn, mong được thông cảm, cố gắng tránh mọi cuộc nói chuyện riêng tư để khỏi nảy sinh vấn đề. Cô ấy cũng bảo không gặp tôi thấy nhớ nhung, nhưng mà chuyện tình cảm thì tuyệt đối không được lấn quá sâu. Chỉ vài câu thế thôi, rồi tôi vội đứng dậy chào ra về. Bất chợt nhìn ánh mắt lúc chia tay, tôi không cầm lòng được nữa và nói vội: "Em cho anh hôn một lần thôi được không?" Lúc ấy cảm xúc dâng trào, tôi chỉ nghĩ đó là lần đầu và cũng là lần cuối. Có thể là một cái bạt tai nảy lửa. Không ngờ cô ấy cũng đáp lại một nụ hôn mà dư vị còn để lại đến tận bây giờ. Có lẽ là rất lâu sau tôi mới quên được. Sau đó nhiều lần chúng tôi rất hay lén lút gặp nhau với những nụ hôn vụng trộm như thế. Cả hai cũng biết rằng điều này là sai trái nên đã thống nhất chấm dứt. Hơn 2 tháng nay tôi đã tìm mọi lý do để mà né tránh các cuộc nhậu và cũng không gặp cô ấy nữa. Tôi lao vào công việc để có thể khỏa lấp được nỗi buồn, nhưng mà càng lúc lại càng thấy buồn hơn. Khổ nhất là ngoài mặt phải luôn tươi cười, nhưng trong lòng thì lại nặng trĩu như vậy. Rồi chúng tôi cũng lại gặp nhau, và chuyện gì đến cũng đã xảy ra. Sau mọi chuyện, hiện tại chưa ai phát hiện cả, nhưng mà bản thân tôi và cô ấy đều cảm thấy rất say dứt. Lần này thì chúng tôi đã quyết tâm không gặp nhau được nữa, và nhất định là sẽ không còn nhìn thấy nhau. Chúng tôi biết rằng đây là một việc làm sai trái và không muốn tiếp tục. Nhưng mà những việc đã xảy ra, tôi cũng không biết phải làm thế nào để thay đổi được nữa. Nhiều lúc
không biết là mình có vượt qua được nốt giai đoạn này nữa hay không, hay buông xuôi tất cả và trôi theo những cảm xúc của bản thân. Tôi sợ nhiều khi buồn quá, không giấu được, vợ tôi có thể sẽ cảm nhận được sự thay đổi của chồng, rồi cuộc sống gia đình sẽ bị xáo trộn. Vừa dối lòng mình, vừa dối gia đình, làm tôi lúc nào cũng thấy rất buồn, nặng nề và bế tắc. Tôi đã phải làm việc gấp nhiều lần so với trước. Vợ tôi càng ân cần, càng chăm sóc khi thấy chồng vất vả, càng khiến cho tôi cảm thấy khó xử hơn. Tôi thực sự không biết phải vượt qua chuyện này như thế nào và rất mong nhận được lời khuyên từ phía mọi người. Cảm thân mến, vừa rồi là lời tâm sự của một người đàn ông mà lại đang chót phải lòng với vợ của bản thân mình. Thực sự là khi mà người ta đến với hôn nhân hay là tình yêu mà người ta đã dành cho nhau quá lâu thì sẽ không còn được nồng nàn như hồi đầu nữa, nhưng mà lại tồn tại những tình cảm, những mối quan hệ gắn kết khác bền chặt hơn. Và với người đàn ông trong câu chuyện này cũng như vậy. Anh ấy thực sự là biết là mình làm như thế là không đúng, nhưng mà thực sự vẫn không ngăn nổi được bản thân. Nếu như mà ví tình yêu ban đầu nó nhiệt huyết như ngọn lửa cháy đỏ rực, thì cuộc hôn nhân lâu dài sẽ giống như một chiếc bóng đèn, đủ ấm áp và luôn chiếu sáng. Cô vợ của anh bạn thân kia cũng đã biết dừng lại, cô ấy bản thân cũng biết là sai. Vậy thì cả bạn và cô ấy đừng cùng với nhau bước xuống vực nữa mà lại rơi không hối tiếc và không thể quay đầu được. Cô ấy đã lựa chọn đúng, đó chính là khi mà cắt đứt và cùng với bạn để vượt qua tất cả điều này. Bởi vì nếu như mà bạn và cô ấy mà mọi chuyện bị vỡ lở ra thì thực sự là tôi cũng không dám tưởng tượng mọi thứ đi đến đâu. Mỗi người sống không phải chỉ có tình yêu và sự gần gũi vợ chồng đâu, mà còn cả trách nhiệm và nghĩa vụ với cuộc hôn nhân của mình nữa. Vậy bạn hãy tìm cách gạt bỏ những suy nghĩ ích kỷ trong lòng và làm gia đình của mình xích lại gần nhau hơn. Làm được điều đó thì cũng cần phải có bản lĩnh, và tất nhiên là cần phải có cả thời gian và những suy nghĩ thật đúng đắn của bạn nữa. Bạn có thể thay đổi không khí bằng việc đưa cả gia đình đi du lịch, trải nghiệm lại những cảm giác giống như mà ngày xưa hai người yêu nhau. Tránh những xung đột mâu thuẫn khi ở chung, giúp đỡ vợ chồng cùng với nhau làm việc nhà để thấy tổ ấm mình thật đáng trân trọng. Tìm ra những điều đáng quý, tích cực hơn ở người vợ của mình, cũng như là để cho người vợ của anh chồng kia, chị ấy biết được đâu mới là con đường mà chị ấy cần đi. Mặc dù anh chồng của chị ấy là người vô tâm, không biết quan tâm đến vợ, nhưng mà đó là việc của chị ấy. Và việc của một người vợ đó chính là vực lại tinh thần cho người chồng và khiến cho người chồng có thể thay đổi vì mình, chứ không phải là đi tìm bạn thân của chồng để mà giải tỏa nhiều như vậy nữa đâu. Các thân mến, vừa rồi là lời chia sẻ của chuyên gia. Các bạn có đồng ý với những lời chia sẻ này không? Hay là có những lời khuyên gì dành cho người đàn ông trong câu chuyện này? Đừng quên để lại những chia sẻ cũng như suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận của video này để chúng ta cùng thảo luận. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lời tâm sự, chồng cứ đi công tác, lái ngang xóm, lại lặp lại hành động này mỗi đêm. Tôi và chồng mới chuyển đến xóm trọ này được 3 tháng nay. Thời gian đầu tôi rất hài lòng với mọi thứ ở đây. Không gian yên tĩnh, đảm bảo an ninh. Những người hàng xóm đều niềm nở và dễ gần. Thế nhưng dạo gần đây có một việc khiến tôi vừa bực mình nhưng cũng có phần hơi sợ hãi. Câu chuyện liên quan đến anh hàng xóm trẻ tuổi vẫn còn độc thân ở chung xóm trọ với vợ chồng tôi. Lần đó là lần mở đầu cho chuỗi sự việc sau này xảy ra. Chồng tôi có một chuyến công tác xa nhà. Buổi tối chỉ có một mình tôi ở nhà, thế nên tôi đóng cửa chặt và đi ngủ từ rất sớm. Không ngờ lúc tôi đang say giấc ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của đàn ông. Tôi giật mình tỉnh dậy, đứng trong nhà hỏi vọng ra mới biết người đứng ngoài là anh hàng xóm. Đều là hàng xóm cùng khu trọ với nhau, hơn nữa cũng đã quen biết và có những sự hiểu biết nhất định, nên tôi cũng yên tâm mở cửa cho anh. Trong lòng thì thắc mắc không hiểu nửa đêm nửa hôm rồi mà anh hàng xóm còn gọi tôi có việc gì. Để rồi tôi không khỏi kinh ngạc khi anh hàng xóm dúi vào tay tôi một cặp lồng cháo nóng hôi hổi. Anh bảo anh đi làm tăng ca đêm về, ghé vào quán ăn đêm nên tiện thể mua cho tôi. Anh còn nói tôi gầy quá, phải chịu khó ăn thêm vào cho có da có thịt, phụ nữ đầy đặn một chút nhìn mới hấp dẫn. Nói những lời thân thiết xong, anh cười và tạm biệt tôi rồi nhanh chóng trở về phòng trọ của mình.
Tôi đứng như trời trồng nhìn theo bóng anh mà tưởng là mình đang nằm mơ giữa đêm. Chuyện tôi béo gầy, quyến rũ hay không, mập mạp hay ốm yếu thì liên quan gì đến anh ta mà anh ta phải quan tâm, lại còn mua đồ ăn đêm cho tôi. Chúng tôi cũng đâu thân đến mức vậy, chẳng phải người yêu hay vợ chồng. Trong lòng khó hiểu và thắc mắc, thế nhưng đêm đã khuya, tôi không tiện chạy theo để làm ầm ĩ trả lại cho anh ta suất cháo, nên đành xách vào nhà và ăn hết kẻo phí. Sau đêm đó, ngày tiếp theo vẫn cứ vào tầm 12 giờ đêm như thế, anh hàng xóm lại gõ cửa đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ say. Lúc đó anh tặng tôi một bát phở tim cần cùng với lời dặn dò nhớ ăn cho bằng hết. Sau đó thì không thèm nghe tôi trả lời, anh ta nhanh chóng trở về phòng. Hôm sau nữa thì chồng tôi về, anh hàng xóm lại trở lại làm anh hàng xóm khách sáo như trước đây. Anh coi hành động lúc 12 giờ đêm của anh trong 2 ngày trước đó chưa bao giờ tồn tại. Thật lòng tôi cũng khó hiểu vô cùng, nhưng tôi là phụ nữ đã có chồng, nếu như cứ bám riết lên vấn đề ấy thì vô hình chung mối quan hệ của tôi với anh hàng xóm lại càng trở nên mờ ám. Anh ấy đã coi như không biết thì tôi cũng chỉ còn cách quên nó đi. Ai ngờ lần tiếp theo chồng tôi đi công tác, anh hàng xóm lại lặp lại hành động lúc nửa đêm như thế. Lần này tôi dứt khoát từ chối, nhưng anh luôn có những cách để mà bắt tôi phải tiếp nhận món quà từ mình. Nếu như tôi không chịu mở cửa, anh ta sẽ gọi đến khi tôi chịu mở thì thôi. Mà tôi thì sợ phiền phức và ngại những người hàng xóm xung quanh bàn tán về tôi và anh, thế nên tôi đành phải chịu thua. Tôi từ chối thẳng mặt thì anh bảo có phải món quà đắt tiền đâu, hàng xóm quan tâm đến nhau cũng là chuyện bình thường. Nói rồi anh dúi vào tay tôi, sau đó quay người đi luôn, không cho tôi cơ hội từ chối. Có lần tôi trực tiếp hỏi anh có phải anh thích tôi hay không, mà nghĩ rằng khi hỏi như vậy anh ta sẽ ngượng ngùng mà bỏ đi cái hành động ngại ngùng này đi. Anh ta cười đầy mờ ám hỏi lại, em đoán xem, anh chỉ biết nếu mà em ly hôn thì anh sẽ rất vui. Tôi nghẹn họng không nói thêm được gì. Tôi và chồng mới kết hôn được 1 năm còn chưa có con, anh ta cứ nói linh tinh cái gì vậy. Sau những lần như vậy, không hiểu sao bây giờ tôi không muốn từ chối món quà đơn giản nhưng thiết thực và ấm áp của anh ấy nữa. Thú thật là chồng tôi là một người đàn ông khô khan và vô tâm. Anh ấy chỉ nghĩ đến kiếm tiền và đưa tiền về cho vợ là hoàn thành trách nhiệm. Còn lại, việc nhà, việc cửa, chăm sóc con cái, sau này đón bố mẹ chồng lên ở chung thì đều thuộc về nghĩa vụ của tôi. Anh ấy cũng chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào hay có những hành động lãng mạn, dịu dàng, quan tâm dành cho tôi cả. Trước đây tôi cứ nghĩ như chồng tôi còn hơn ối gã đàn ông tệ bạc ăn chơi đàn đúng. Nhưng bây giờ thì tôi đã khác. Tôi muốn một người chồng sống tình cảm, đối xử một cách tinh tế với vợ. Tình cảm vợ chồng lúc nào cũng nồng nàn, chứ không phải sống bên nhau chỉ vì nghĩa vụ và thói quen như hiện tại. Giật mình tôi nhận ra, dường như tôi còn đang mong chồng mỗi lần đi công tác và luôn cố gắng thức đến 12 giờ đêm để chờ đợi một tiếng gõ cửa và tiếng gọi trầm ấm. Tôi thấy sợ hãi chính bản thân mình. Tôi sợ mình không làm chủ được bản thân và buông thả cảm xúc. Còn anh có thật sự yêu tôi hay chỉ muốn chơi đùa? Tôi phải làm thế nào đây? Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.